Warning, sensitive images. Kính bạch sư cô, ngoài dẹp lục dục, trong ngăn tam độc, tinh tiến tu hành có được giải thoát không? Tu hay quá vậy mà sao giải thoát được? Tu một quá sức gì sao giải thoát được? No, cái này nấu cát mà muốn thành cơm á. Cái đường của con đường Bồ Tát đi rồi nó có con đường ở trong á, chứ không phải con đường ở ngoài. Không phải trì giới nhẫn nhục này kia đó là thành Phật đâu, không phải đâu. Nếu trì giới nhẫn nhục ăn chay mà thành Phật con bò, nó thành Phật trước mình lâu rồi. À, quý vị có thấy con bò nó có lòng vị tha hơn của mình bao nhiêu không? Nó ăn thì nó ăn cỏ thôi, nó ngủ thì nó ngủ ngoài trời thôi, nó uống chút nước vậy thôi, mà nó cho mình cả xương, cả thịt, cả da, cả lông, cả đầu, cả tóc. Nó cho sữa mình, con cái nó đẻ ra cho mình giết mình ăn nữa. Nó làm Bồ Tát hạnh tới mức vậy mà nó đâu có phải Phật đâu. Nó bậy. Phật là phải có Phật âm, phải thấy Phật quang, phải tìm được cái Phật tánh mới thành Phật. Chứ còn tìm những cái sự mà phong tục tập quán ở bề ngoài, những cái đạo đức vô thường đó, đâu có phải là Phật đâu. Làm sao thành Phật được? Tìm sai đường. Đợi chút vỗ tay luôn. Nhưng mà muốn tu thành Phật á thì phải có đạo đức nữa, nó kèm vô tu nó mới dễ. Chứ còn không thì mình dễ dàng bị tu theo ma. Tại nếu cái tâm mình mà ác, mình làm những điều ác, mặc dù mình có thần thông tự tại, nhưng mà cái tâm mình nó không lành thì mình chưa phải là tâm Phật, mình chưa gần tâm Phật được, mà mình gần tâm ma. Cho nên tu phải có đạo đức nữa, nó kèm theo. Có nhiều đó thôi. Ok. Kính thưa sư cô, bên Công giáo chúng con nói rằng khi chết, linh hồn chỉ có đi lên thiên đàng hay xuống địa ngục, chứ không có luân hồi nhiều kiếp như bên đạo Phật. Xin sư cô cho con biết bên nào sai, bên nào đúng. Cảm ơn sư cô. Dạ. Nếu quý vị không tin có luân hồi, tại sao ngồi đó đợi mà Đức Chúa Giêsu sống lại lần nữa? Hả? À, Đức Chúa Giêsu cũng có nói cái chuyện luân hồi nữa. Cho nên Ngài nói rằng Ngài là hiện thân, Ngài là người kế thừa hiện thân của những vị giáo chủ gì đó ở trước Ngài đó. Quý vị về đọc Kinh Thánh lại coi. Thứ nhất, thứ hai, khi mà Đức Chúa Giêsu sắp mất đi đó, Ngài nói rằng các con đừng có khóc về ta, ta sẽ gửi một người khác xuống, người khác xuống để mà an ủi các con. Quý vị nên biết rằng một người nào mà an ủi được những tín đồ của Đức Chúa Giêsu á thì phải một người bằng Chúa Giêsu mới được. Hoặc là mang cái tinh thần của Đức Chúa xuống, mang cái lực lượng của Đức Chúa, mang cái quyền ly của Đức Chúa Giêsu xuống mới an ủi được cho những người mà làm con của Chúa. Đó là một hành thức của sự luân hồi. Nhưng mà sư phụ nghĩ rằng trong Thánh Kinh á có nhiều đoạn rất bị cắt xén. Bây giờ đây, cái Thánh Kinh mà mình coi bây giờ đó, nó không có đầy đủ, hoặc là nó sai chạy rất nhiều. Những người sau khi Đức Chúa Giêsu mất đi, tại vì Ngài sống có 3 năm rưỡi thôi, Ngài chưa có đủ thì giờ dạy dỗ cho con người. Lúc đó con người lúc đó rất là dã man và lạc hậu hơn con người thế kỷ bây giờ nữa. Mà Ngài chỉ sống có 3 năm rưỡi thôi mà truyền pháp trong một cách lén lút cực khổ, làm sao mà dạy dỗ được cho họ cho kỹ tới nơi tới chốn? Làm sao mà đem cái tinh hoa của Đức Chúa Giêsu đã hiểu mà truyền bá được sâu rộng trong quần chúng? Cho nên sau này khi Đức Chúa Giêsu mất đi, những người đời sau đó cãi đủ thứ những lời của Ngài nói mà đem ra làm thành lợi lộc cho chính mình, để lập bè lập đảng, làm chùa làm nhà thờ, đặng mà kiếm lợi kiếm danh. Thành ra Thánh Kinh mà mình đọc bây giờ nhiều khi nó có sai nhiều chỗ lắm. Rồi bây giờ có một số khoa học gia nghiên cứu Thánh Kinh đó, họ đùng một cái họ nói rằng bây giờ mình khám phá ra là 80% những gì mà trong Thánh Kinh nói rằng Đức Chúa Giêsu nói không phải là của Ngài nói. Quý vị về đọc Times. Vậy rồi sao? Thôi tạm tin lời của sư phụ đi. Tu đi sẽ biết thiên quốc là như thế nào. Tu đi rồi sẽ thấy Đức Chúa Giêsu hiện ra ở trong cái thiền định của quý vị mà chỉ dạy cho quý vị những chân lý mà chính từ miệng Ngài nói ra. Chứ sư phụ khỏi cần dạy cho quý vị. Nếu quý vị muốn Đức Chúa Giêsu dạy cho quý vị, tôn thờ Đức Chúa Giêsu thì theo phép Quán Âm của sư phụ, rồi sư phụ sẽ
dẫn quý vị tới chỗ Đức Chúa Giêsu ở bây giờ, rồi quý vị học đạo với Ngài cho nó chính xác. Chứ mình ngồi đây mình cứ bàn luận những cái chuyện 2-3 ngàn năm trước, rồi cãi tới cãi lui tam sao thất bổn, thì không có lợi gì cho mình cả. Quý vị muốn gặp Chúa Giêsu tu theo phép Quan Âm vậy lắm, thiếu gì học trò của sư phụ gặp Chúa mỗi ngày, gặp Phật như ăn cơm bữa. Không phải người nào cũng gặp, nhưng mà nếu người nào thành tâm cầu nguyện mà tu tới cái mức độ của Chúa ở đó thì gặp Ngài ngay. Từ đó học trực tiếp nó vui hơn. Ngài đâu có chết đâu mà ngồi đó mà thờ lạy, mà khóc lóc. Cái thân xác của Ngài bị đóng đinh chứ Ngài đâu có chết. Cái bộ áo Ngài bỏ lại thôi. Ví dụ bây giờ sư phụ cởi cái áo này ra, rồi đem cái áo này móc ở trên cái móc đó, đâu phải sư phụ bị móc ở đó đâu. Người ta thoát ra rồi. Câu hỏi của một người Mỹ. What is the difference between Quan Yin method and TM meditation? Oh, big difference. I teach people to fly to heaven. Okay? Not using the body, using the essence of our intelligence to fly. The eternal essence of our being, the godlike quality to go back home. I don't emphasize on the worldly soul and the bodily phenomena. These are ephemeral. Once we finish breathing, no more. Whether you can fly up to the ceiling or not, it's a body thing. It doesn't help you. Oh, I'm sorry, but does it sound critical? Well, if you ask, I have to tell the truth as I know. Kính thưa sư cô, vạn vật đồng nhất thể, tất cả mọi người, không ai là cha mẹ, vợ con, anh em của mình. Tại sao nhất nhân chứng đắc kiểu huyền thăng mà không nhất nhân chứng đắc tất cả đều thăng? Bởi vì mình ở cái thế giới này là thế giới của vật chất. Mình chỉ có một số lượng bà con, anh em, dòng họ của mình, huyết thống của mình trong một quãng đời ngắn ngủi nào đó thôi. Còn những cái hồi xưa kia, những cái bà con, dòng họ, anh em của hồi xưa, nó mờ bớt đi rồi, xóa bớt cái record rồi, đốt rồi. Cũng như mình có cái hồ sơ trong một cái hãng xưởng nào đó, qua 5 năm thì họ đốt đi, chứ họ không có để hoài. Cho nên những người nào, những cái tội lỗi gì mình đã làm từ lâu đó thì mình đã trả sạch hết rồi, chỉ còn cái đời, hoặc là những cái dính dáng, hoặc là những tội lỗi, những phước báo gì trong 5, 7, 8 đời đây nó còn dính líu thôi. Chứ mà nếu mà bắt quý vị trả mà nợ mà đợi đợi kiếp kiếp ngàn muôn năm trước đó, thì làm sao quý vị chịu nổi. Cho nên nhiều khi mình làm tội mình phải chịu tội liền đó, mình phải chịu phạt liền, mình xuống địa ngục, lên thiên đàng liền. Rồi mà nó dẹp cái record đó, cái kỷ lục đó của mình đó. Cái record là gì hả? Hồ sơ. Cái hồ sơ của mình đó, nó xóa đi, rồi làm cái mới. Thành ra cái hồ sơ của mình nhiều nhất là 5, 6, 7 đời còn lại trở lại thôi. Còn những cái chúng sanh mà đã liên lạc với mình hồi xưa mà nợ nần gian ân oán giang hồ với mình đó, mình đã sòng phẳng hết rồi. Họ đi làm cha làm mẹ của những người khác rồi, họ không còn dính líu tới mình được nữa. Cho nên khi mình tu hành phước đức hoặc là nghiệp chướng của mình, nó không ảnh hưởng gì tới họ được nữa. Mà những người mà bây giờ làm thân nhân quyến họ mới ảnh hưởng được họ mà thôi. Chính Phật cũng chỉ độ được những người có duyên mà thôi. Có hiểu như vậy không? Chứ nếu không Phật độ hết cả thế giới, cần gì quý vị phải mà nhất nhân chứng đắc cửu huyền thăng. Một vị Phật tu là cả thế giới chứng hết rồi, cần gì phải cần tới quý vị nữa mà thăng không thăng. Phải cần. Cho nên nó khổ là chỗ đó. Tại cái thế giới này thế giới vật chất, cái luật nó như vậy, mình phải theo cái luật. Kính thưa sư phụ, tâm của đệ tử rất muốn tu tập đi theo đạo Pháp, nhưng đệ tử còn đang ở trong cảnh đời và còn nhiều việc phải hoàn tất. Chẳng hạn như trong tương lai gần đây, đệ tử sắp sửa kết hôn. Việc này có thể là trở ngại lớn, hoặc có thể cho đệ tử được họ tâm ấn hay không? Đâu có. Ai muốn kết hôn thì kết chứ. Tu hành là cái chuyện hobby riêng của mình, cái trò giải trí riêng của mình. Còn việc gì đời, cái bổn phận của đời, cái gì mình phải làm chứ, đâu có sao. Chứ đâu phải người nào đi theo học sư phụ luôn cũng bỏ vợ bỏ chồng đi xuất gia, đâu có đâu, có bao nhiêu người đâu, 5, 6, 7, 8 người thôi. Có cũng còn nhiều nữa, nhưng mà không có nhiều như cái số quý vị ngồi dưới kia. Tu có hai cách, người thì xuất gia, người tại gia đó. Quý vị muốn tu gì đó tu, chứ ai cấm quý vị lấy vợ lấy chồng bao giờ đâu.
Một bên lấy vợ lấy chồng, một bên tu, nó mới vui. Chứ lấy vợ lấy chồng không ai không làm được. Những con vật nó cũng làm được như thường. Mình khác hơn là mình vừa làm những cái này mà mình vừa có trí huệ nữa. Vậy nó mới vui, nó mới hoàn mỹ. Chứ không phải cấm quý vị lấy vợ lấy chồng. Kính thưa sư cô, trong gia đình mà chồng tu Quán Âm, vợ không tu, vậy người chồng có thể giải thoát được không? Và cả gia đình được giải thoát không? Kể cả con dâu, con rể. Xin cảm ơn sư cô. Được. Có người nào mà tin theo sư phụ á thì nó lẹ hơn. Còn những người không tin sư phụ mà còn chửi bới sư phụ đó, nhiều khi phải được sự gia trì của sư phụ đặc biệt thêm, hoặc là những sự cầu nguyện của những người đồng tu khác thì nó mới lên được. Nói năm đời hay là cửu huyền thăng, có nghĩa là tất cả những người nào mà gồm trong cái cửu huyền đó đều được thăng. Nhưng mà không nói là tất cả đều thăng. Có nhiều khi một hai người chìm đắm ở dưới lâu lắm. Quý vị có nhớ cái câu chuyện của một Kiền Liên? Ngài đã theo Phật học, Ngài là đệ tử cũng như thứ nhất của Phật vậy, một trong những đệ tử xuất sắc như vậy. Mà mẹ của Ngài chìm đắm ở địa ngục A Tỳ á, cứu không được, sau này phải năn nỉ tất cả tăng chúng. Tăng chúng này gồm những người xuất gia và tại gia, nam và nữ, hợp lại với nhau cầu nguyện giùm mới được. Đó, quý vị có biết rằng đi theo Phật là năm chín đời siêu thăng hết không? Siêu chứ. Nếu không một Kiền Liên đi xuống đó gặp chú, gặp dượng, gặp cô, gặp dì, gặp em, gặp chị dâu, anh dâu, sau chỉ gặp có mình bà mẹ thôi. Tại mấy người kia thăng hết rồi. Còn có một mình bà này, bà nặng quá đi, bà ngồi đó, bà chửi Phật, bà hại tăng, bà làm thịt chó cho mấy người tu hành ăn. Bà không có tin tưởng cái sự mầu nhiệm của Phật tánh, cho nên bà từ chối cái Phật tánh của chính bà, cho nên cái Phật tánh của chính bà không cứu bà được, bởi vì bà từ chối không nghĩ rằng mình có Phật tánh. Đó, thành ra nó mới khó cứu. Thấy không? Năm sáu đời đi hết, chứ nếu không một Kiền Liên xuống gặp cha nữa thì sao gặp mẹ không vậy? Đó, rõ ràng là theo Phật 5, 6, 7, 8, 9 đời siêu thăng. Thấy chưa? Thì những người nào tin theo sư phụ hoặc là không phỉ báng sư phụ đi cứ rụt. Chỉ cần không phỉ báng thôi. Chứ còn những người phỉ báng thì nó hơi lâu. Yeah. Okay.